Chúng ta lại gặp nhau với tin có tin trên VTV9 và đúng như tên gọi, trong chương trình chúng tôi sẽ gửi đến quý vị khán giả những tin tức độc đáo, thật nhưng khó tin từ những sự vật, hiện tượng trong đời sống, đặc biệt là về chính khả năng của con người chúng ta. Những tin tức độc đáo này sẽ được chúng tôi chia sẻ trong 10 phút phát sóng của chương trình. Thưa quý vị, đa số chúng ta đều có niềm yêu thích đối với động vật, đặc biệt là những con vật quen thuộc như chó hoặc mèo. Với niềm yêu thích đó, hai nghệ nhân chế tác gỗ Dennis Sullivan và Francis Colling đã xây dựng nên hai căn phòng đặc biệt mang hình dáng của chú chó Beagle khổng lồ. Mời quý vị sẽ cùng đến thị trấn Cottonwood thuộc bang Idaho, Tây Bắc của nước Mỹ để chiêm ngưỡng hai căn phòng độc đáo này nhé. Căn phòng hình chú chó khổng lồ được làm bằng khung gỗ chắc chắn với hình dáng hai chú chó thuộc giống Beagle. Ngôi nhà độc đáo này có hai phòng ngủ, được sơn màu nâu và trắng, rất giống với một chú chó thật. Không gian sinh hoạt bên trong ngôi nhà khá thoải mái với các cửa sổ rộng. Các chi tiết của một chú chó Beagle đều được vợ chồng nghệ nhân chạm khắc gỗ Dennis Sullivan và Francis Colling thể hiện vô cùng tinh tế. Bên trong căn phòng đều ngập tràn tượng gỗ được chạm khắc hình chú chó. Những chiếc kệ trưng bày các tác phẩm chạm khắc hình chú chó Beagle với đủ hình dáng, màu sắc, vừa là điểm trang trí không gian, vừa là những món quà lưu niệm mà các du khách có thể mua về. Được biết rằng giá thuê căn phòng này không quá cao, tuy nhiên rất khó để đặt được phòng vì có rất nhiều khách du lịch muốn đến đây để check-in, nhất là các tín đồ mê chó Beagle. Và nếu như quý vị khán giả nào thích ở trong một ngôi nhà có thể nhìn bao quát được toàn cảnh xung quanh mà không cần phải tốn công di chuyển thì địa điểm tiếp theo sẽ khiến quý vị bất ngờ. Đó chính là một ngôi nhà di động có thể xoay 360 độ ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh. Chủ nhân của ngôi nhà này là ông Nguyễn Văn Lượng, một người thợ cơ khí ở tỉnh Bắc Giang. Là người đam mê cơ khí, cộng thêm tinh thần sáng tạo, ông Lượng đã tìm tòi nghiên cứu, quyết định thiết kế và xây dựng ngôi nhà xoay độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Căn nhà này có thể xoay tròn 360 độ và có thể điều chỉnh để nhà xoay theo mọi hướng, tương tự như bàn xoay trong các nhà hàng. Đáng nói, để vận hành ngôi nhà xoay 420 tấn, chỉ cần bộ máy công suất tương đương chỉ một chiếc quạt. Ông Lượng cho biết thêm, việc xoay không làm ảnh hưởng gì đến hoạt động bên trong ngôi nhà, bởi tốc độ xoay chỉ 4–5 m trên một phút. Với đường kính 14 m, ngôi nhà xoay khoảng 12 phút trên một vòng. Căn nhà còn kết nối hệ thống với điện thoại thông minh để có thể xoay nhà từ xa và hoàn toàn có thể chống được rung chấn hay kể cả là động đất, dù ngôi nhà hoàn toàn nổi trên mặt nước. Được biết, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp bằng độc quyền sáng chế mang tên Nhà quay trong bể nước cho ông Nguyễn Văn Lượng. Theo đó, ông Lượng vừa là tác giả, vừa là chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế. Khác với ngôi nhà có thể xoay 360 độ ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh của ông Lượng, tại làng hoa Sa Đét, tỉnh Đồng Tháp, một thanh niên 9X đã xây dựng nên ngôi nhà úp ngược với toàn bộ nội thất trong nhà cũng đều chổng ngược lên trời. Nằm giữa bạt ngàn hoa kiển, căn nhà một trệt một lầu của anh Trần Thanh Nguyên, ngụ xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, úp ngược xuống đất. Nội thất và vật dụng cũng được treo ngược. Ý tưởng xây nhà được anh thu thập từ nhiều nơi, từ đó tạo ra một thiết kế phù hợp với làng hoa Sa Đéc. Anh Nguyên chọn vị trí xây nhà giữa cánh đồng hoa nhằm tạo không gian thoáng mát và du khách có thể đến chiêm ngưỡng hoa bất cứ mùa nào trong năm. Ngôi nhà được khởi công xây dựng trên diện tích 1 hecta với chi phí gần 800 triệu đồng. Căn nhà úp ngược được thiết kế, kết cấu chịu lực vô cùng chắc chắn, có sức chứa hơn 50 người. Khuôn viên nhà được trang trí những tiểu cảnh như cầu thang vô cực. Lối đi vào được phủ thảm cỏ xanh mướt, xung quanh có ao nuôi cá, hàng hoa hai bên khoe sắc rực rỡ. Bên trong nhà có 5 phòng, mỗi phòng có những góc chụp ảnh khác nhau như phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng cà phê, mini shop. Đặc biệt, các căn phòng đều được trang trí với màu sắc và nội thất như một căn nhà thông thường. Điểm đặc biệt là hầu hết đồ dùng tại mỗi căn phòng đều là đồ thật. Dù có nhiều nội thất treo ngược, nhưng khách tham quan có thể yên tâm khám phá và chụp ảnh, bởi những món nội thất này đều được dính chặt bởi hệ thống đinh vít keo dán đặc biệt. Nhờ căn nhà được thiết kế độc đáo, nên khách tham quan tự do sáng tạo những tư thế chụp hình theo sở thích để có những bức ảnh không đụng hàng. Ngôi nhà úp ngựa của anh Nguyên khiến nhiều du khách thích thú vì khi bước vào nơi đây, mọi người đều có cảm giác như lạc vào một thế giới không trọng lực. Và có thể nói, bằng cách vận dụng những kỹ năng trong công việc, đời sống, chúng ta có thể tạo ra những công trình độc lạ và mang tính thẩm mỹ cao như vậy. Và thưa tất cả quý vị, miền Tây được biết đến là nơi có những ngôi nhà độc nhất vô nhị với nhiều kiểu dáng, hình thù khác nhau. Ngôi nhà úp ngựa của anh Nguyên hay nhiều ngôi nhà mà Tin Khó Tin đã có ghi nhận gửi đến quý vị khán giả cũng không kém phần thú vị. Và trong số đó, phải kể đến công trình kiến trúc xưa nhất tại mảnh đất Bến Tre, nhà cổ Huỳnh Phủ. Với hơn 2.000 mẫu ruộng, chủ nhân của nó đã thuê 50 thợ giỏi từ miền Trung vào để xây dựng dinh cơ hoành tráng, không kém gì cung vua, phủ chúa. Ngôi nhà cổ Huỳnh Phủ, tọa lạc ở xã Đại Điền, huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre, rộng 500 m², có 80 cột lớn, trong đó có 48 cột được tạo tác từ những thân gỗ lim nguyên khối. Nội thất trong nhà được chạm trổ tinh xảo, sơn son thép vàng theo lối kiến trúc cung đình. Chủ căn nhà là ông Huỳnh Ngọc Khiêm, hay còn gọi là Hương Lim. Ông vốn là người con đất Huế, nhưng vào miền Nam lập nghiệp. Sau đó, ông sở hữu một gia tài đồ sộ với gần 2.000 mẫu đất. Được biết, để xây dựng ngôi nhà, ông Khiêm đã trở về Huế, chiêu nạp thợ và mua sắm vật liệu. Sau 14 năm xây dựng, năm 1904, ngôi nhà mới hoàn thành, mang đậm nét kiến trúc theo phong cách Huế. Bà Lê Thị Hai, hiện là người đại diện gia chủ trông coi ngôi nhà cho biết, ngôi nhà được xây nền tam cấp, lót gạch tàu. Gian thứ nhất là nơi thờ tự và sinh hoạt gia đình, bề ngang rộng chừng 17 m, dài 25 m. Gian này được bố trí 3 khánh thờ, cũng là tác phẩm mỹ thuật độc đáo khi chạm hoa trái, loan phụng, sơn son thép vàng rực rỡ. Cái ngôi nhà cổ này á, của ông bà gọi là ông Huỳnh Phủ ấy, thì cái ông đời thứ nhất, cô tới cháu dâu đời thứ 6, giữ được 6 đời này. Như cái ngôi nhà này á, là ông xây dựng năm 1890 đến 1904 mới hoàn thành. Bên trong ngôi nhà là những nội thất được chạm trổ hoàn hảo và những đồ đạc xa xỉ. Nền nhà được lát gạch men hoang, phong cách cổ xưa, những hàng cột gỗ to bằng một người ôm. Ngói cũng được vẽ hoa văn mây nước sinh động. Nổi bật nhất là những bức vách gỗ lim đen bóng được chạm trổ các phù điêu, cua, tôm, chim, thú, cây cỏ hay được khảm sa cừ sáng loáng. Ở phòng khách đặt một bộ bàn ghế cẩm thạch, chạm khảm mà theo bà Hai là cụ Khiêm đã mua từ Pháp về. Rất là mừng, tại vì qua nhiều thời chiến tranh bom đạn mà cái ngôi nhà của ông cụ cô còn nguyên vẹn như vậy. Tự hào về ông bà mình dữ lắm, tại vì ông bà mình đã khai khẩn rồi lại đổ rất là nhiều kỳ công để làm được một cái ngôi nhà cổ mà qua 100 mấy chục năm nó vẫn còn đẹp như thế này, mình rất là tự hào. Trân quý với di sản của người xưa, bà Hai cho biết hàng tuần bà phải thuê người lau chùi vệ sinh nhà. Riêng hoành phi, cầu đối mỗi năm là một lần, sợ lau chùi nhiều sẽ bị bong tróc. Dù đã trải qua hơn 100 năm với nhiều sự thay đổi, không còn dáng vẻ nguyên vẹn như lúc đầu, nhưng nhà cổ Huỳnh Phủ vẫn mang đầy bản sắc văn hóa. Và đến đây thời lượng dành cho Tin Khó Tin ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.